tượng Tôn Ngộ Không, tài trí hơn người, dũng cảm hơn người, đem lại sức hấp dẫn tuyệt vời, chính là hình ảnh lý tưởng và là vị đại biểu đầy tự hào của nhân dân lao động Trung Hoa trên con đường đấu tranh tìm đến hạnh phúc. Thưa các bạn cùng các em thiếu nhi, để phục vụ các em thiếu nhi xem trong dịp hè năm 91 trọn bộ trước khi chuẩn bị vào năm học mới, mỗi tuần chúng tôi sẽ chiếu liên tục 4 buổi trên kênh chính vào các tối thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Như vậy, các tiết mục Thế Giới Đó Đây và Trong Nhà Ngoài Phố sẽ tạm ngưng trong thời gian chiếu bộ phim Cây Du Ký. Rất mong các bạn thông cảm. Sau đây, mời các bạn cùng các em thiếu nhi bắt đầu xem tập 1 với tên gọi Hầu Vương Xuất Thế. Nguyên tác Ngô Thừa Ân. Biên kịch Đai Anh Lộc, Châu Ước Thanh, Dương Khiết. Đạo diễn Dương Khiết. Quay phim Dương Tùng Thu. Hầu Vương Xuất Thế.